Chào đồng chí, tôi đã quay trở lại đây. Hôm nay chúng ta sẽ nấu món sườn chua ngọt nha. Sườn các bạn mua mẻ ở ngoài về thì tùy vô cái nhu cầu ăn, nhưng mà mình thích để dai để cầm hai tay gặm cho ngon nè. Bỏ vô cái nồi ta luộc tí cho ăn sạch. Bỏ tí gừng này với một chút rượu, cái cấy tay hân ché nữa là rượu đó. Bỏ vô để trừ khử cái mùi hôi của thịt đi. Luộc một chút cho sôi lên thì các bạn lấy ra xong rửa sạch cái sườn nữa. Xong cùng một cái chảo nửa tá bỏ dầu ăn và rán lên, rán vàng hai mặt cho đến khi hắn xém xém vàng vàng là ok, mà không thích vàng thì cũng cứ ăn được không sao. Rồi rán vàng thì lấy ra. Bây giờ chuẩn bị ta sẽ thẳng đường vào cái chảo nữa luôn. Cùng cái chảo nữa bỏ dầu ăn, bỏ một chút đường. Đường thì mọi người thích bỏ đường chi mà gia đình ta có là được. Đường trắng, đường nấu, đường phèn. Tuy nhà mình nhà trồng được cái đường phèn ý nên thẳng đường phèn, hắn bao cảnh sản rất là được nè. Xong bây giờ bỏ sườn vào, đảo đều để cho hắn bám đều cái sườn nữa với cái đường ta mới thẳng nữa cho nó lên màu cho đẹp nè. Rồi bây giờ là bỏ nước vào. Ai mà có dưa, nước dưa, bỏ nước dưa cho ngon. Còn không thì nước lạnh cũng cứ được, không sao cả. Ngon một hoặc ngon hai cũng cứ được. Xong bỏ gia vị này, mắm mỏi đường này, bỏ tí xì dầu này, giấm. Mọi người bỏ chút giấm nha. Còn nếu như bỏ chanh thì bỏ sáu cung, sáu khi hân nguội. Cho bỏ chanh dư là hân đắng. Đó, hân xối rồi hâm hâm cho hân mềm cái sườn. Cái ní là mình có bỏ một chút, thêm một chút đường phèn nữa rồi để hân có cái vị ngọt. Đó, xong hẳn sệt sệt là được rồi nè. Đơn giản chứ. Sệt sệt rồi xong nên là đừng có càn quá để tí nữa ta chán cái nước nữa. Ui trời ơi, cái màu cảnh giản đẹp chưa. Ui trời, ngon chứ nè. Bây giờ là mần cái đòi xong úp cơm mình rửa rồi bỏ sườn, bỏ rau xung quanh cho con ăn thôi. Mình như kiểu được đi ăn nhà hàng á. Ngon, mình thích ăn lắm. Các đồng chí thử xem. Vừa dê ăn, dê làm. Xin mời.